Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty chuyên về các dịch vụ làm đẹp bằng các dòng máy hiện đại nhất, đời mới nhất, phục hồi sự trẻ hóa của da chỉ sau một lần trị liệu. Ngoài ra, Cindy Sydney Beauty cũng chuyên nhận tư vấn và cung cấp tất cả các dòng máy làm đẹp cho các beauty salon với giá cực kỳ hợp lý, chuyên cung cấp sỉ lạ các dòng mỹ phẩm tốt nhất. Salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học beauty và các lớp chuyên biệt nâng cao. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số 0481 944 506. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, thời tiết ngày hôm nay tại tiểu bang New South Wales tiếp tục có những cơn gió rất là mạnh, trong khi tại rất nhiều khu vực nông thôn cũng ở New South Wales, tình trạng mưa lũ vẫn hãy còn nặng nề và nhiều thị trấn vẫn hãy còn bị cô lập trong dòng nước lũ. Và rất không may, ngày hôm nay đã có báo cáo 2 trường hợp mất tích và bởi vì lũ lụt, là một cụ ông trên 80 và cụ bà là 60. Và vài tiếng đồng hồ sau đó thì thông tin cũng cho thấy là thi thể của cụ bà 60 tuổi đã được phát hiện, trong khi cụ ông thì vẫn còn đang được tìm kiếm. Bên cạnh đó thì những thông tin liên quan đến vụ tin tặc tấn công tổng công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Úc Châu là Medibank tiếp tục là nguồn thông tin chính, khi mà ngày càng có thêm nhiều thông tin của khách hàng đã bị rò rỉ trên các trang mạng đen, cũng như việc tổng giám đốc của công ty Medibank từ chối trả tiền chuộc cho nhóm tin tặc mà yêu cầu đã lên đến 15 triệu đô la cũng đã bị chỉ trích rất nhiều bởi các khách hàng của Medibank ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là về cái nhóm tin tặc mà tấn công cái công ty bảo hiểm y tế tư Medibank thì giới chức Úc cũng đã xác nhận nhóm tin tặc này là người Nga và cuộc tấn công được thực hiện từ Nga. Và chủ tịch của Medibank là ông Mike Winkin một lần nữa cũng đã bảo vệ quyết định của công ty là không trả tiền chuộc cho nhóm tin tặc này để đổi lấy việc chúng không tung những cái thông tin về dữ liệu của khách hàng lên các cái trang web đen của bọn tội phạm. Ông chủ Medibank cũng nói rằng việc trả tiền chuộc có thể sẽ có tác dụng ngược lại và càng khuyến khích bọn tội phạm tiếp tục tấn công khách hàng, đồng thời cũng khiến rất nhiều người gặp nguy hiểm hơn bằng cách là biến Úc trở thành mục tiêu của các tội phạm tin tặc. Tuy nhiên, cách Medibank xử lý cái vụ tấn công tin tặc này cũng đã khiến rất nhiều khách hàng bày tỏ cái sự tức giận. Và để trấn an khách hàng thì phát biểu tại một cuộc họp thường niên của công ty ở Melbourne vào ngày hôm nay thì ông Winken cũng cho rằng là thông tin liên lạc của công ty là minh bạch và ông cũng đã gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân bị ảnh hưởng và mong sự thông cảm từ khách hàng vì đây là cái vụ tin tặc tấn công vào công ty Medibank lớn nhất mà công ty phải đối diện. Ông cho biết quyết định không trả tiền chuộc của công ty cũng là phù hợp với quan điểm của chính phủ Liên bang Úc Châu. Và Medibank cũng đã tiến hành những cái cuộc đánh giá độc lập khác từ bên ngoài để bảo vệ dữ liệu của khách hàng cũng như đảm bảo là để không xảy ra những cái vụ việc tương tự trong tương lai. Và kính thưa quý vị, trong vụ tin tặc tấn công Medibank, thông tin cho biết là đã có 9 triệu 700 ngàn khách hàng của Medibank cũ và mới đã bị đánh cắp thông tin cá nhân. Trước bối cảnh này thì ngày hôm nay, giám đốc điều hành của Medibank là ông David Corca cũng đã xác nhận là trong tổng số 9 triệu 700 ngàn nạn nhân đã có 480 ngàn dữ liệu thông tin cá nhân bị rò rỉ trên các trang mạng đen. Và quan trọng hơn hết là những thông tin bị rò rỉ này không chỉ đơn giản là những thông tin liên quan đến bằng lái xe hoặc là hộ chiếu hoặc là thẻ Medicare, kể cả những cái mục về và bảo hiểm sức khỏe, có nghĩa là thông tin rất là nhạy cảm của bệnh nhân cũng đã bị tiết lộ. Và đặc biệt là những bệnh nhân có mang những cái chứng bệnh như là bệnh liệt kháng HIV hoặc những cái chứng bệnh tâm thần cũng đã bị tiết lộ.
và ngày hôm nay, phía Medibank đã bắt đầu liên lạc với tất cả 480.000 nạn nhân này để đưa ra những cái phương pháp hy vọng là có thể bảo vệ được an toàn hoặc là bảo vệ được danh tính của những nạn nhân trong thời gian sắp tới. Và trong bối cảnh này thì giám đốc của Medibank cũng đã một lần nữa xác nhận không những chỉ có 480.000 nạn nhân bị rò rỉ thông tin liên quan về sức khỏe trong những ngày sắp tới, sẽ còn có thêm rất nhiều nạn nhân khác cũng sẽ bị rò rỉ thông tin. Và đây là một điều mà Medibank không làm gì được trong bối cảnh hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà các vụ tin tặc đánh cắp dữ liệu liên tiếp xảy ra đối với các cái công ty lớn của Úc Châu, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người, thì ngành an ninh mạng của Úc lại đang rất được quan tâm. Nhưng mà ngành này lại đang thiếu hụt đáng kể số nhân viên có tay nghề cao, mặc dù đây là một công việc được trả lương rất cao, thường ở mức con số là 6 con số, tức là hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Số liệu thống kê cho thấy thì Úc ngày càng cần những nhân viên an ninh tay nghề cao, nhưng sẽ đối mặt với một tình trạng thiếu tới 3.000 nhân viên vào năm 2026. Phần lớn là do các cái công ty khởi nghiệp hiện nay ở Úc được nhận cái số tiền tài trợ giảm đi rất nhiều, với mức tài trợ từ chính phủ liên bang đã bị cắt giảm hơn 300 lần. Và theo một trang web thị trường việc làm là SIC, thì mức lương trung bình trong ngành an ninh mạng ở Úc Châu là khoảng 120.000 đô mỗi năm. Và trước thực trạng này thì Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng An ninh mạng là bà Claire O'Neill cũng sẽ phát động một cái cuộc họp tại Melbourne vào thứ hai tới để tập hợp các chuyên gia trong ngành cũng như các nhà lãnh đạo, chính phủ, các tiểu bang để thảo luận về cách thức mà ngành an ninh mạng của Úc có thể sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Và kính thưa quý vị, cũng theo thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill thì tần suất của các cuộc tấn công mạng sẽ còn tiếp tục gia tăng và đặc biệt sẽ gia tăng rất mạnh trong khoảng thời gian 5 năm sắp tới, trong khi số nhân viên chuyên môn làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng hiện nay đang ở mức rất thấp. Không những là không thể đào tạo kịp nhân viên mới để làm việc trong lĩnh vực này, mà nhân viên cũ hiện nay cũng đang có một cái chiều hướng là xin nghỉ việc bởi vì những cái áp lực mà họ cho rằng cho dù là mức lương trên 6 con số, có nghĩa là trên 100.000 đô la, cũng không thỏa đáng đối với những áp lực mà họ đang chịu đựng. Và thống kê mới nhất cũng cho thấy là hiện nay đang có 57% nhân viên làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng đang suy nghĩ tới chiều hướng hoặc là đổi nghề, tìm một việc làm khác hoặc là yêu cầu tăng lương nếu công ty bảo vệ muốn tiếp tục lưu giữ họ trong cái vị trí hiện tại. Đó là cái bối cảnh vô cùng khó khăn cho nước Úc hiện nay. Trong khi đó, liên quan đến những cái ngày hội Halloween rất là kinh hoàng tại Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, ngày hôm nay đài ABC đã cho biết là nạn nhân thứ nhì người Úc cũng được xác định là đã tử vong sau khi bị thương rất nặng và đã được chữa trị tại bệnh viện, tuy nhiên không thể qua khỏi. Và người này cũng là bạn thân cùng một nhóm với nạn nhân đầu tiên, đó là cô Justina Cho, năm nay 28 tuổi. Và thông tin này đã được Bộ Ngoại giao xác nhận. Và hiện nay Bộ Ngoại giao cũng đang giúp đỡ gia đình nạn nhân về vấn đề lãnh sự để có thể đưa thi hài của nạn nhân trở về lại Sydney. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang New South Wales thì thảm họa lũ lụt vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực phía trung tây của tiểu bang. Và tin đáng buồn như chị Kim Hoàng cũng đã nói lúc đầu là ngày hôm nay có 2 người đã bị mất tích ở các vùng lũ lụt. Đó là một cụ ông 85 tuổi được nhìn thấy lần cuối tại một ngôi nhà ở khu vực vùng Iguara vào khoảng 9 giờ sáng thứ hai. Và người thứ hai, 60 tuổi, thì đã nói chuyện lần cuối với một người bạn qua điện thoại cũng vào khoảng 9 rưỡi sáng thứ hai, sau khi bà gọi cho mình từ trong ô tô của mình cũng ở khu vực này. Và thông tin cập nhật vào trưa nay cho thấy thì lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một người. Và hiện công việc dọn dẹp cũng đã được bắt đầu ở thị trấn này với một cộng đồng dân cư chỉ gồm khoảng có 700 người. Nhưng mà mọi ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở thị trấn này đều đã bị hư hại do nước lũ tấn công vào đầu tuần này. Hiện nay thì con đập Waiagala vẫn đang xả hàng triệu lít nước vào sông Loughlin. Và thị trấn Forbes hiện nay vẫn đang là tâm điểm của cái thảm họa lũ lụt.
và con sông ở thị trấn này dự kiến cũng sẽ đạt đỉnh xấp xỉ lên tới 11 mét, với mực nước hiện nay cũng đã ở mức là 10.6 mét và vẫn đang tiếp tục dâng cao. Và rất nhiều người dân đã nói trên đài số 9 rằng là họ bị sốc khi thấy cảnh nước tràn qua sông rất là nhanh và dâng cao nhanh như thế nào. Với nhiều người chỉ còn kịp có vài phút để chạy đến nơi cao an toàn, và thậm chí một số người chỉ còn kịp trèo lên mái nhà của họ mà thôi. Và kính thưa quý vị, lực lượng cứu hộ SCS ngày hôm nay đã xác nhận trong 24 giờ qua đã có tổng cộng 329 cuộc gọi giải cứu từ cư dân ở thị trấn Forby. Và mặc dù là đỉnh lũ vẫn chưa diễn ra, nhưng mà cho đến thời điểm này, 2/3 thị trấn đã hoàn toàn bị chìm trong nước lũ. Trong khi đó thì ở khu vực một cái thị trấn nhỏ nhất là thị trấn Maudi, cho đến thời điểm này, lực lượng SCS xác nhận toàn bộ thị trấn đã bị cô lập hoàn toàn. Điều này cũng có nghĩa là người dân không thể di chuyển ra những nơi khác và người cứu hộ cũng không thể nào đi vào thị trấn bởi vì dòng nước chảy quá mạnh và không biết là cư dân có còn được an toàn hay không. Và đó là những thông tin rất đáng lo ngại về đợt mưa lũ lần này tại phía Tây và phía miền Trung Tây của tiểu bang New South Wales. Vâng, cộng đồng người Việt chúng ta ở Úc thì có lẽ quen với những hình ảnh, nhìn thấy những hình ảnh lũ lụt ở miền Trung Việt Nam có lẽ không xa lạ gì, nhưng mà đúng là ở Úc Châu thì những hình ảnh lũ lụt như vậy quả là rất hiếm, khi mà cảnh người dân phải trèo lên ngồi chờ đợi ở trên nóc nhà, hay là những cái thị trấn nhỏ hoàn toàn bị cô lập do nước lũ. Trong khi đó thì tình trạng mất điện do mưa lũ ở tiểu bang Nam Úc từ cuối tuần qua vẫn chưa được khắc phục. Đến hôm nay vẫn còn gần 12.000 người dân ở Nam Úc vẫn chưa có điện, tức là 4 ngày sau khi mà xảy ra cơn bão lớn đổ bộ vào bang này gây hư hại nặng các cái trạm biến áp. Dự kiến thì tình trạng cư dân và doanh nghiệp ở nhiều khu vực của tiểu bang Nam Úc vẫn phải sống trong bóng tối, có thể còn tiếp tục trong một thời gian ngắn nữa, khi mà các cái trang trại điện sử dụng năng lượng mặt trời hay là sử dụng năng lượng gió cũng sẽ bị tắt để bảo vệ mạng lưới điện hiện nay. Và theo thông báo của giám đốc điều hành một công ty điện ở tiểu bang Nam Úc, thì hệ thống đường dây cung cấp điện mà cho tiểu bang mà dẫn từ tiểu bang Victoria dự kiến sẽ phải tới cuối tuần mới có thể được phục hồi trở lại sau khi một cái tháp điện lớn đã bị đổ. Gần 20 trường học ở Nam Úc cũng đã phải đóng cửa khi mà tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn, làm gián đoạn các cái kỳ thi cuối cấp của rất nhiều học sinh. Như một trường học đã không thể tổ chức kỳ thi môn hóa vào ngày hôm qua, ảnh hưởng tới khoảng 90 học sinh, và kỳ thi tiếng Nhật trong ngày hôm nay dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ngành bảo hiểm hiện nay cũng đang phải xem xét giải quyết hàng trăm yêu cầu bồi thường tài sản bị thiệt hại do mất điện, mà dự kiến thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Và kính thưa quý vị, như vậy là cái việc cúp điện ở tiểu bang Nam Úc nó đã diễn ra lâu hơn là dự phóng. Việc này đã xảy ra từ thứ Bảy tuần trước, và thoạt đầu thì chính phủ tiểu bang Nam Úc cho rằng việc mất điện này sẽ chấm dứt vào ngày hôm qua thứ Ba. Tuy nhiên cho đến thời điểm thứ Ba tối ngày hôm qua thì vẫn hãy còn hàng ngàn hộ gia đình không có điện. Và sáng ngày hôm nay thì công ty điện lực Eltranet cũng đã xác nhận lý do là bởi vì tiểu bang Victoria đã gần như là không thể liên lạc được với Nam Úc, và cái nguồn điện từ Victoria cũng không thể nào đến được Nam Úc do cơ sở hạ tầng đã bị gãy đổ trong đợt mưa lũ vào thứ Bảy vừa qua. Và vì vậy việc kết nối điện trở lại tại một vài khu vực là việc không thể nào xảy ra, và nhanh nhất là vào cuối tuần này thì những cái mạng lưới điện mới có thể được kết nối. Điều này cũng đồng nghĩa là tất cả những cái nhà hàng, những cái siêu thị là những nơi họ cần cái phòng lạnh để dự trữ thức ăn thì đều bị hư hỏng hoàn toàn, bởi vì trong một tuần lễ thì không thể nào bảo quản được thức ăn. Và vì vậy các công ty bảo hiểm sẽ rất là đau đầu để mà giải quyết những cái hóa đơn, những cái điều mà chưa từng xảy ra tại Nam Úc. Tương tự như tại New South Wales và tại Queensland trước đây, khi mà cư dân bị lũ lụt đã phải liên lạc với các công ty bảo hiểm để mà xin bồi hoàn. Và đó là cái sự thiệt hại cho ngành bảo hiểm tại Úc Châu. Chắc chắn là sau những cái sự kiện thời tiết cực đoan như thế này, giá trị của các
nhà bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm sẽ lại gia tăng. Điều này càng làm cho gánh nặng của những hộ gia đình, của những cơ sở kinh doanh gia tăng. Và khi họ có chi phí gia tăng, tất nhiên họ sẽ chuyển cái phần gia tăng đó cho khách hàng. Và chúng ta khi đi mua sắm sẽ phải lại trả giá cao hơn. Và đó là bối cảnh đời sống đắt đỏ tại Úc sẽ còn tiếp tục trong một thời gian rất là dài. Vâng, đặc biệt là các doanh nghiệp ở tiểu bang Nam Úc, thưa quý vị và các bạn, là ngoài cái ảnh hưởng từ sự cố mất điện thì chúng ta còn nhớ là cái vụ tàu chở hàng bị trật đường ray ở tiểu bang Victoria, mà đây là cái tuyến đường mà để chở hàng hóa đến tiểu bang Nam Úc. Do vậy mà tuyến đường này vẫn chưa được khắc phục. Do vậy mà rất nhiều cửa hàng hay siêu thị ở Nam Úc hiện nay ngoài mất điện còn không có hàng hóa để bán nữa. Còn thưa quý vị và các bạn, trên đài số 9 vào ngày hôm qua thì cũng có đưa tin về một cái vụ điều tra, một vụ việc hết sức thương tâm xảy ra ở thành phố Melbourne của tiểu bang Victoria vào ngày 14 tháng 1 năm ngoái 2021, khi mà một người mẹ trẻ trước khi quyên sinh đã sát hại cả ba đứa con của mình. Kết luận của cuộc điều tra cho thấy thì người phụ nữ 42 tuổi này khi đó đang được điều trị chứng hoang tưởng, tức là một dạng của bệnh tâm thần. Và điều đau buồn nữa là vụ việc diễn ra trong thời gian người chồng vừa mới rời nhà để đi mua một chiếc tivi mới. Và khi ông trở về nhà đã phải chứng kiến cái thảm cảnh đau lòng đó, tức là cùng lúc mất đi vợ và ba người con nhỏ, với đứa lớn nhất mới chỉ có 7 tuổi. Cuộc điều tra của Sở Cảnh sát ở tiểu bang Victoria thì cho thấy người phụ nữ này mắc chứng hoang tưởng, đã đâm chết ba đứa con của mình vào lưng của chúng rồi tự sát ngay tại nhà riêng. Chồng cô đi mua TV về nhà vào khoảng 12 giờ 15 phút chiều thì phát hiện ra đứa con trai nhỏ nhất, 3 tuổi của mình, với những vết thương ở đầu và cánh tay, nằm trên sàn ở phòng khách phía sau. Ông đã gọi dịch vụ cấp cứu, và khi các nhân viên y tế đến vào khoảng 15 phút sau đó thì họ đã cố gắng hồi sinh cậu bé nhưng mà cũng không tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Và ngay sau đó thì ông vào phòng và khác thì cũng đã phát hiện ra vợ và hai người con khác của mình, một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi, tất cả cũng đều không còn sự sống. Và trong cuộc điều tra này thì nhân viên điều tra cho rằng thảm kịch có lẽ cũng đã được ngăn chặn lại. Vâng, tuy nhiên cuối cùng thì thảm kịch không thể nào ngăn chặn. Lý do là bởi vì những cái chuyên gia điều trị tâm lý cho người vợ là bà Katrina, 42 tuổi vào năm 2021, đã bỏ qua quá nhiều những cái cơ hội cứu chữa cho một người. Và đặc biệt hơn hết là trong bối cảnh này, những cái nhà dân sự cho rằng đáng lẽ gia đình này phải được giám sát bởi một trong những cái nhân viên của nhà nước, có nghĩa là nhân viên chính phủ, hoặc là những người carer, có nghĩa là chăm sóc, và cần phải chăm sóc 24/7. Bởi vì chứng bệnh hoang tưởng là một trong những cái chứng bệnh rất khó để biết được bệnh nhân đang có những cái biểu hiện như thế nào, trong khi người mẹ này vừa mang bệnh vừa phải tự chăm sóc cho ba đứa con nhỏ. Đó là một điều mà các chuyên gia cho rằng sơ suất của các cơ quan chức năng. Đây chắc chắn cũng là một bài học cho các cơ quan chức năng để trong cái phương pháp chữa trị cho những bệnh nhân hoang tưởng, cần thiết phải cách ly họ với những đứa trẻ này và cần phải có một cái người giám sát để những cái thảm trạng như thế này không thể nào diễn ra. Câu chuyện này cũng cho thấy từ một người phụ nữ rất là khỏe mạnh, có công ăn việc làm, tuy nhiên vào tháng 11 năm 2020 thì người phụ nữ này đã xin nghỉ việc của mình là một người chữa trị vật lý trị liệu bởi vì vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, và đi khám bệnh thì đã cho biết là người này bị bệnh hoang tưởng. Nhưng mà những cái việc chữa trị bệnh hoặc là cái việc theo dõi bệnh nhân có lẽ là không chặt chẽ. Các bác sĩ cho rằng người này đã có những cái biểu hiện khả quan hơn sau gần một năm điều trị, cho nên đã giảm cái liều thuốc của người phụ nữ này. Và chỉ vài ngày trước khi cái vụ thảm sát xảy ra, người phụ nữ này đã có những cái cuộc hẹn gặp bác sĩ tâm lý nhưng cũng đã không đến. Đáng lẽ là các bác sĩ phải hỏi thăm gia đình này nhưng họ lại bỏ quên đi cái trường hợp rất đáng thương tâm này. Tức là đó là những cái bài quan học tâm rất hơn lớn nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuối cùng là tại tiểu bang Queensland thì đang xuất hiện một loài mối phá hoại các cái đồ gỗ trong nhà mà có thể khiến một số chủ nhà ở thành phố Brisbane phải tiêu tốn tới hàng chục ngàn đô la để xử lý. Vâng, một số tiền xử lý mối thì không hề nhỏ,
Và bởi vì nếu mà không xử lý thì loài mối nhỏ bé này cũng sẽ phá hết đồ gỗ nội thất trong nhà. Thậm chí những cái căn nhà mà xây dựng bằng gỗ thì tường nhà hay mái nhà, khung cửa đều bị mối mọt ăn. Loài mối này thì thực tế thì đã có mặt ở tiểu bang Queensland kể từ năm 1960. Nhưng mà hiện nay cư dân ở Brisbane lại đang được cảnh báo về sự tái xuất của chúng. Và công ty an ninh sinh học ở Queensland trong tuần này cũng sẽ gửi thư cho khoảng 30.000 địa chỉ cư dân và doanh nghiệp để hướng dẫn những cái cách làm thế nào để phòng chống và tiêu diệt mối mọt. Và trong lúc chờ đợi những cái tư vấn từ cơ quan từ các cơ quan chức năng, lời khuyên là những gia đình nào đang sử dụng những cái đồ nội thất bằng gỗ hoặc là những căn nhà gỗ thì chúng ta nên cho kiểm tra mối mọt, là bởi vì những cái con mối này có kích cỡ rất là nhỏ, khoảng chừng nửa cm thôi, nhưng mà cái sức công phá thì lại vô cùng to lớn. Và nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp ngăn ngừa và chữa trị, chẳng hạn như là xịt mối mọt, thì rất có thể là gia đình của chúng ta lại trở thành nạn nhân của đợt mối mọt lần này tại Queensland. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.